gian duyên hồi ức trở về tháng năm đã từng, hào quang ánh sáng theo tôi không ngừng. Làm việc chẳng biết nghỉ ngơi, lòng thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được nhiều người mến thương. Rồi một hôm trăng mây chợt có những đổi thay, và tôi cảm thấy đau hơn từng ngày. Phải làm thế nào đây, dừng hay bước tiếp giờ này, nhưng càng tôi tệ nên đành phải buông tay. Có mấy ai hiểu được trái đất bên trong là sự trong vắng, khi sau thành công có những khoảng lặng, những đêm mất ngủ vì cơn đau chẳng dám nghĩ về mai sau. Giấc mơ đời này viết tiếp làm sao, cũng may có một người bên tôi những hôm kề cận sớm, tôi vẫn luôn cùng nhau nắm tay không rời, để tôi thêm động lực cố gắng. Hôm nay là ngày chiến thắng, tôi vẫn ở đây dưới ánh hào quang. Rồi một hôm trăng mây chợt có những đổi thay, và tôi cảm thấy đau hơn từng ngày. Phải làm thế nào đây, dừng hay bước tiếp giờ này, nhưng càng tôi tệ nên đành phải buông tay. Có mấy ai hiểu được trái đất bên trong là sự trong vắng, khi sau thành công có những khoảng lặng, những đêm mất ngủ vì cơn đau chẳng dám nghĩ về mai sau. Giấc mơ đời này mày có một người bên tôi những hôm kề cận sớm, tôi vẫn luôn cùng nhau nắm tay không rời, để tôi thêm động lực cố gắng. Hôm nay là ngày chiến thắng, tôi vẫn ở đây. Sự trống vắng phía sau thành công có những khoảng lặng, những đêm mất ngủ vì cơn đau chẳng dám nghĩ về mai sau. Giấc mơ đời này viết tiếp làm sao,